những con đường hoa rực rỡ, những khu vườn bốn mùa quả ngọt, những tuyến đường rộng sạch trải dài. Tất cả đã tạo nên một bức tranh làng quê Chủ Phú với nhịp sống mới hiện đại. Đấy chính là quả ngọt từ sự nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới của người dân thôn Hưng Hòa, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà. Gia đình ông Nguyễn Đình Thọ ở thôn Hưng Hòa, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà là một trong những hộ dân tiên phong xóa bỏ vườn tạp, xây dựng vườn mẫu. Sau quá trình nỗ lực thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hiện tại khu vườn hơn 5.000 m² của gia đình ông luôn xanh tốt với đủ loại cây ăn quả theo mùa, kết hợp với nuôi ong, thả cá, chăn nuôi gia súc, mang lại cho gia đình ông nguồn thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng mỗi năm. Xóa bỏ vườn tạp, trồng cây ăn quả thì đến nay thì đã đem lại cái hiệu quả kinh tế gia đình cho gia đình rất rõ rệt. Đó là một số cây là ví dụ như là đã cho thu hoạch, chứ mít rồi vải thiều rồi nhãn rồi bưởi đây là ná ổi tất cả các cái loại, và trong đó thì gia đình còn có là 90 đất nóng thì mỗi tháng thì mình thu hoạch 2 lần để làm cái mô hình chung cho thôn để cho những người khác họ học hỏi. Những năm qua để giữ gìn cảnh quan sáng xanh sạch đẹp, mọi người dân trong thôn luôn tự giác tham gia các buổi tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nên ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới được nâng lên rõ rệt. Trước cái đi đường làng thì chật hẹp, lầy lội, chứ từ khi nông thôn mới như thì đường làng là rộng, thoáng, mát, sạch sẽ, rồi cây hàng rau xanh là đẹp, cho nên là dân là rất chí là phấn khởi. Thì chúng tôi là những người hội viên phụ nữ của thôn Hưng Hòa thì cũng là thực hiện được 503 sạch, sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp, sạch vườn. Đến với thôn Hưng Hòa hôm nay, ai cũng phải ngỡ ngàng, ấn tượng bởi những tuyến đường được thảm nhựa nối dài. Hệ thống điện đường trường trạm xây dựng đồng bộ cùng những ngôi nhà khang trang bề thế, tất cả làm thay ra đổi thịt một làng quê vốn nghèo khó. Đường làng ngõ xóm đều được mở rộng từ 4 đến 5 mét và cũng đã giải thảm đi qua cả cái trục làng của thôn xóm. Cho đó là về cái mùa vụ sản xuất thì rất là thuận tiện để đi lại của bà con nhân dân. Cho nên những cái năm gần đây là cái mùa màng rất là được, rất là bội thu, chẳng hạn như là cái vụ sản xuất của vụ xuân 2024 này. Cùng với sự thay đổi diện mạo của làng quê, đời sống vật chất tinh thần của người dân cũng không ngừng được cải thiện. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ, hội nhóm được duy trì hàng tuần, hàng tháng, tạo nên mối gắn kết tình làng nghĩa xóm. Mỗi buổi chiều em với các bạn đến đây vui chơi thì em cảm thấy rất là vui. Và vào mỗi dịp nghỉ hè thì ở hội quán của chúng em có rất nhiều trò chơi, và mỗi buổi chiều cả chúng em đều tụ tập lại đấy múa văn nghệ, chơi những trò chơi vui vẻ cùng bên cả ông bà, em cảm thấy rất là vui. Cuối năm 2023, thôn Hưng Hòa, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Nhận thức rõ xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, nên người dân thôn Hưng Hòa luôn đồng sức đồng lòng nâng cấp, nâng tầm các tiêu chí đã đạt được. Quá trình 2 năm không hề mệt mỏi thì thôn Hưng Hòa đã cán đích và đạt được những thành quả như hôm nay. Biết rằng thì xây dựng khu dân kiểu mẫu thì điểm xuất phát không có điểm kết thúc. Trong thời gian tới, bà cán bộ và nhân dân thôn Hưng Hòa là vẫn đoàn kết một lòng là tiếp tục xây dựng, đặc biệt là hàng tuần, hàng tháng là thứ bảy và chủ nhật thì bà con nhân dân tập trung lao động các cái chỉnh trác các cái vườn hồ, đặc biệt là các tuyến hơi xanh để nâng cấp, nhằm về góp phần để thành công cùng với xã nhà xây dựng xã kiểu mẫu. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, thôn Hưng Hòa, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà giờ đây đã thực sự trở thành miền quê Chủ Phú nghĩa tình, để ai đi xa rồi cũng muốn về.